Ủa, cô á, mày mới về hả? Làm tao hết hồn à. Dạ, em mới về. Anh hai mạnh giỏi hả? Mạnh. Sao nhà vắng vẻ vậy anh hai? Anh làm gì lục đục sau bếp vậy? Má đâu rồi? Má mạnh khỏe hả anh hai? Dữ à, mới về mà tê lia cái miệng à. Má đi chợ á, còn à, bây giờ có mình anh phải không? Dạ, thì em về có mình chứ đâu có ai đâu anh hai. Ở thành phố về à, bay đi xe gì mà về sớm quá vậy? Qua Bắc Mỹ Thuận nè, rồi à, qua Bắc Cao Lãnh mà sao về sớm bẩn à ha? Em đâu có đi ngã đó, em đi nhờ xe con của cơ quan đứa bạn. Em đi ngã ăn hữu á. Tao quên. Bây giờ á mà ở Cao Lãnh mà lên thành phố á, đi tắt ngã ăn hữu nó gần xịt à. Còn bây về thăm má chơi hay có gì không cô á? Dạ, trước là về thăm má với anh, sau nữa là liên hệ với quỹ ban để mai mốt tụi sinh viên bạn em về đây tham quan nè. Tham quan là cái giống gì? Là đi coi để học hỏi, hiểu biết những công trình, những địa phương, những khu di tích, những nơi có truyền thống đấu tranh, cũng như làng Hòa An mình nè. Làng Hòa An của mình á hả? Dạ. Làng Hòa An. Cô ơi, nghe mây nói bao nhớ gần tới ngày vô tiên. Cái ngày mà giặc nó ruồng vô xa Hòa An, tí sinh trước mùi đàn xâm lăng. Còn bao giới ma tàn cứ chạy vô nhà lòng cao lành. Ma hy sinh rồi anh nói bước ra đi, em còn nhỏ nên má phải tao tần hôm sớm. Làng Hòa An người cha vừa đắp dồi giữa đêm khuya, tao lén ra đốt ba nén hương rồi lầm râm khấn vai bên mồ. Tía ơi hồn tía có linh thiêng thì cho con đi bộ đội cũ hồ, để con được trả thù cho tía cùng bà con xóm giềng đánh đuổi bọn xâm lăng. Tao nhớ đêm mây trắng mờ mây lạnh bùa chăng, nghe tiếng dế kêu sướng thêm mùi lòng người dưới mồ. Mãi thở than tới khi gà cái rổ hừng đông, vô xin phép má rồi tao mới quyết lòng đi du kích. Hồi xưa đồn bóp bùa dây, tao đi du kích để dây lại đồn. Rồi đám giặc thù làm thân anh tàn phế, khi anh trở về đây thì bóng giặc cũng lui dần. Hôm nay làng xóm bình yên nên anh mới chịu ở nhà. Làm bao lo cho má tuổi già đương yêu, sao là lo cho bay ăn học làm thầy bác sĩ với người ta. Rồi đây tao phải lo cho bay cái chuyện chồng con, con gái lớn rồi mà chữa có nơi, thiệt là tao rầu muốn chết vậy đó. Anh hai ơi, em còn nhỏ, em còn đi học, anh lo chi chớ mệt. Anh lo cho anh kìa. Lo làm sao? Đã gần 40 tuổi rồi mà sao chưa có gì hơi. Con
tư cua bay nói có ngộ không à? Tao đã nói rồi, hồi đó đó tao đi du kích, tao có để ý thương một người, nhưng mà chẳng may người đó đã hy sinh, nên bây giờ tao ở vậy à. Thiệt á hả anh hai? Thiệt chứ mày. À anh hai ơi, em có mua về cho anh hai mấy gói thuốc Đà Lạt nè. Cơ khổ không à, tao quen hút thuốc rê không hà, bây còn mày đặt mua làm chi cho nó tốn tiền vậy? Thuốc này ngon hơn anh hai ơi. Đó đó, mới xuống thành phố có mấy năm mà đã quên quê hương bản sở rồi hà. Người ta nói thuốc rê nào ngon cho bằng thuốc rê Cao Lãnh, con gái nào bảnh cho bằng con gái Nha Mân. Bây quên rồi sao? Hen. À anh hai, hồi nãy em về em thấy ở đây xây cất nhiều công trình gì mà lớn quá vậy anh hai? Thì cơ quan tỉnh tính dời về đây nè, chứ không có nằm ở Sa Đéc nữa. Cao Lãnh mình á ha, càng ngày càng bự xộn cho bay coi nha. Vậy thì mai mốt đây em có dịp hướng dẫn bạn bè về thăm Cao Lãnh. Chỉ ghi chi đấu tranh và tấm lòng xây dựng mà một góc quê hương này đổi dốc thay hình. Tiếng đường thăm liệt sĩ anh hùng yên nghỉ ở Nghĩa Trang, nhớ tạc qua cối lịch sử xã Hòa An, sau đó mới tới vườn hồng vườn mơ vườn mộng. Sao hồi đó má nói anh em tụi mình là quê ngoại ở An Long, má có chồng về Cao Lãnh, sanh đứa con thứ tư có banh khóc đêm, má bắt cua đồng choang thì nó là em, nên má mới đặt tên cua cho tiền. Sông Cửu Long còn có nguồn có ngọn, làm con người phải có tổ có tông, chứ đừng như cây chùm gợi gợi lung tung, lên thành phố rồi bay sống quên cái tên má đặt, có lẽ rồi đây bay cũng quên luôn quê hương Cao Lãnh. Vậy thì thôi tao cũng hết nói nỗi tụi bay rồi. Anh ơi ơi em nói lỡ lời, xin anh tha thứ đừng trách hồn chi em. Nè vô má mà khi về nhà thì tao vẫn gọi con tư cua. Tội của anh là đất quán trời hờn, mặt mũi nào anh còn sống được trong trời đất, tham vọng nào đã biến anh thành